Giới thiệu map. Tên bản đồ Easy Parkour, chủ sở hữu bản đồ Lina Indo, OID 7450159. Cập nhật mới có tất cả ngôn ngữ. Chúc các bạn chơi vui vẻ. Ok. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của mình. Mình là Amber đây. Thì hôm nay mình sẽ chơi map Parkour cùng với Mom Kagot và Handy Bell nha. Thì ok, trước khi bắt đầu video thì các bạn có thể kéo xuống phần mô tả và follow các trang mạng xã hội của mình như là Facebook, TikTok và Instagram nha. Và vì đây là lần đầu tiên mình chơi map Parkour cho nên là có bất cứ sai sót gì thì các bạn có thể bình luận bên dưới cho mình biết nha. Ok, không chần chờ gì nữa thì chúng ta bắt đầu với map Parkour Pixel Easy thôi nào. Ok, đập vào mắt mình đầu tiên là cái map này trang trí khá là đẹp. Đường tre xung quanh khá là thơ mộng. Ok, bây giờ mình lên chỗ Parkour. Bây giờ mình lên bằng hai máy nước hả? Ok. Ôi, map này đẹp thế nhờ. Còn sơn màu pastel nữa, khá là đẹp luôn. Mình rất là thích cái tông màu pastel này luôn. Nhìn khá là dịu mắt. Chủ map còn xây cái mấy cái pixel kế bên nữa, vừa bắt cua vừa ngắm cảnh. Còn gì tuyệt vời bằng. Các bạn à, mình bắt cua khá là gà cho nên là mình sẽ đi đường dễ thôi nha. Mình không có đi đường khó được đâu. Đó, đi đường dễ mình còn té nữa, nói chi đi đường khó. Chắc mình ăn ngập hành luôn quá. Ôi, sao cái miệng mình lên thế nhờ, mình vừa nói mình té, cái mình té thiệt luôn mấy bạn ơi. Thôi, mình sẽ không nói là mình té nha, nhưng mà mình vẫn té. Sao thế nhờ? Tại sao thế nhờ? Mình nói là mình không té rồi mà, tại sao mình vẫn té gì trời? Ok, sau hai lần té thì mình cũng qua được màn thứ hai. Bắt đầu với màn thứ ba. Ôi, cái này giống kiểu như hộp quà á. Khá là đẹp luôn, cái map này khá là nhiều màu sắc. Mình tìm được cái map này ở trên thư viện mini á mọi người. Mọi người hết thì mọi người có thể tải map này về và chơi thử cùng bạn bè nha. Thấy rất là vui. Nhiều sắc màu ghê luôn á. Level này cũng khá là dễ cho nên là mình sẽ qua được thôi. Ok. Cái này cũng... Ồ, nãy giờ mình quên nhìn cái pixel người ta xây luôn mấy bạn ơi. Ở đây có hai con heo màu hồng và một con heo màu xanh. Mình thì mới chỉ thấy con heo màu hồng thôi chứ chưa bao giờ thấy con heo màu xanh bao giờ. Hình như nghe nói con heo màu xanh là con heo bệnh đó mọi người. Ok, level tiếp theo, level 6. Wow, người ta xây bé gấu trúc này cute đấy nhờ. Mình không biết là người ta dùng công cụ gì để xây hay là người ta xây tay ta. Bạn nào mà biết thì hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết với nha. Ở đây có bánh kem nè. Ok, nhầm 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 nhầm. Ngon quá mấy bạn ơi, ăn lấy sức để nhảy bắt cua tiếp. Màn tiếp theo có một cái hình que kem khá là ngon miệng luôn. Bây giờ mình chết rồi. Mình bắt cua rất là gà cho nên là mấy bạn hãy thông cảm cho mình nha. Hãy xem đây là video giải trí thôi. Đẹp quá mấy bạn ơi, không biết khi nào mình mới xây được như vậy nữa. Mình cũng đã thử sức xây những cái này rồi, cũng khá là cực luôn á mấy bạn. Thì nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể vào mini world của mình, OID là 8375 3658, để tải những cái map đó về chơi nha mấy bạn. Trở lại với chuyên mục bắt cua bắt cá. Mình sẽ nhường cho Henry Bell và Móm Cà Rốt đi trước nha mọi người, cho nó đỡ tắt đường ý. Nhảy chung nó khó lắm, chen nhau là té liền. Thì nhảy từ từ là qua thôi. Ok, mình đã qua. Và mình sẽ đợi hai người kia luôn nha mọi người. Rồi, trong lúc đợi thì các bạn có thể ngắm toàn cảnh của map này. Rồi, khá là nhiều luôn ý. Mình không biết là mình có vượt qua được những cái level này không nữa. Nhưng mà mình sẽ cố gắng. Các bạn hãy tiếp thêm sức mạnh cho mình bằng cách nhấn like, share và subscribe cùng một comment ủng hộ cho Amber nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình cùng đến với level tiếp theo. Mình sẽ để cho Henry Bell nhảy trước nha. Và Móm Cà Rốt còn chưa qua được level bên kia nữa. Không sao, cố lên Móm ơi. Ở bên đây thì Henry Bell cũng đã té. Thì mình sẽ xung phong đi trước nha mọi người, cho nó đỡ tắt đường ấy. Bên đây cái chỗ này chỉ nhảy được một người thôi, chứ nhảy hai người là rớt chung luôn ấy. Cẩn thận thôi, cẩn thận thôi. Hay. Ơ. Ôi giời, ý là mình đi một mình mà mình còn rớt nữa. Ủa, lộn level rồi, bên đây mới đúng. Ôi giời, level này hơi bị căng á. Nó có nửa lóc thôi cho nên là mình phải nhảy cẩn thận.
Cố lên nào. Mình tin là mình làm được. Chỉ cần cẩn thận một chút xíu thôi là mình sẽ vượt qua được. Ok. Mình đã qua được level 9 rồi đây. Ôi. Ê, các bạn có thấy không? Các bạn có thấy cái hiệu ứng mà ở trên người mình không? Nó xoáy xoáy có cái hoa đào rơi á mấy bạn. Nhìn khá là đẹp luôn ha. Cái này là chủ map cài cho mình luôn hả? Mình đã nhảy đến level 10 và hai người kia vẫn còn rớt lên rớt xuống, thì mình sẽ đợi một xíu để mọi người đi qua nhảy chung với mình cho vui nha. Chứ nhảy một mình khá là buồn luôn mấy bạn ơi. Cho nên là mình sẽ chờ một chút xíu nha. A few moments later. Ok, Henry Bell đi rồi, còn món cà rốt thì xung phong đi trước rồi mấy bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ đi cùng với Henry Bell. À, một cú nhảy đi vào lòng đất của Ember. Không sao, không sao. Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Ok, khá là suôn sẻ. Mình sẽ nhường cho cặp sinh đôi thỏ đi trước nha mọi người. Ok, bây giờ đến mình nè. Ok, thì map này mình thấy cũng khá là dễ, cho nên các bạn nào chơi gà giống như mình thì các bạn có thể chơi được map này. Các bạn yên tâm đi, mình chơi được các bạn cũng phải chơi được. Map này build đẹp quá mấy bạn ơi. Không biết khi nào mình mới build được như vậy luôn á. Mình build là thấy gớm luôn á trời, là không ai chơi luôn. Mà được cái á là cái map này màn nào cũng trang trí chỉnh chu hết trơn á, cho nên là mình rất là thích. Và mình rất là thích những cái map như thế này, cho nên là các bạn nào thấy được những cái map giống như cái kiểu như thế này nữa thì nhớ gửi cho mình qua tin nhắn Facebook hoặc là Instagram hoặc là TikTok, hoặc đơn giản hơn các bạn có thể bình luận bên dưới UID của map cũng như là tên map để cho mình biết và mình tải chơi thử nha. Ok, mình đã đến với màn tiếp theo. Ái dồ ôi, màn dễ như thế mà còn té nữa, mù mắt tôi rồi. Không sao các bạn ạ, mình vẫn còn cơ hội. Không sao cả, trước sau gì mình cũng về đích đúng không? Cho nên là mình cứ thong thả nhảy thôi. Mình bảo thong thả nhảy, không phải là mình rớt hoài như thế. Ôi trời, nhục quá mấy bạn ơi. Lần này nhất định phải nhảy qua được. Hay, 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 hay. Ok, người ta đi cách mình 8 mét luôn rồi. Và bây giờ mình mới tới đây thôi. Ồ, mất gửi cho mình luôn à. Cảm ơn nha. Ê, mạng gì đây? Cầu vồng à. Trời, cầu vồng đi lên thiên đường hả? Đẹp quá mấy bạn ơi. Mình rất là thích màu cầu vồng luôn. Ok. Sao cái mạng này đổi lòm vậy? Địa ngục hả? Ok, ok. Cái này qua làm sao giờ? Để mình thử. Thú vị quá mấy bạn ơi. Một tiếng la không hề giả chân. Các bạn cứ giữ ship là được nhé. Ăn miếng bánh lấy sức nào. Màn tiếp theo. Map ổn, trang trí đẹp, xây hình pixel cũng cute dễ thương. Vậy thì tại sao chúng ta phải tiếc 5 la nhỉ? Map này xứng đáng được nhiều đề cử và lên tuyển chọn nha. Mình không biết là cái map này có lên được tuyển chọn hay chưa, nhưng mà mình mong là sẽ lên được tuyển chọn, bởi vì rất là xinh xắn luôn mọi người. Ok, mình mãi nói mà mình rớt nãy giờ luôn. Bây giờ mình sẽ tập trung nhảy lại nè. Bây giờ mình mới tập trung lại nè. Cái hình ảnh mình bỏ qua đi ha. Ok. Nhảy nghiêm túc nào. Cố lên, mình sắp qua rồi. Cay thế nhờ, sao cái màn này khó nhờ. Mình sẽ nhảy lại, không sao cả. Mới khó khăn một xíu thôi mà mình đã từ bỏ là mình là một người thất bại. Không nên bỏ cuộc như vậy được. Mình phải cố gắng lên. Yay, qua được rồi. Level 20. Mình không biết là map này có bao nhiêu level nữa. Mình sẽ cố gắng nhảy cho tới cuối map luôn nha. Các bạn à, các bạn đừng có rời bỏ mình nha. Các bạn vẫn còn xem video chứ.
Nếu các bạn vẫn còn đang xem video thì hãy để lại một like, một comment cho mình biết là các bạn vẫn đang xem video của mình nha. Bill, cái sô-cô-la giống thật quá mấy bạn ơi. À, ở đây còn có chú chó Shiba nữa nè. Cưa te quá đi. Các bạn nào thích chó Shiba giống mình không? Mình rất là thích mấy chú chó Shiba luôn á. Chỗ nổ nần rồi mấy bạn ơi, mình rất là thích luôn, cu tém luôn ý. Còn những cái này là cây nấm hả ta? Ừ, mình nghĩ là vậy. Ok, mình đã qua được rồi. Cái gì đây? Hồi nãy chó Shiba, cái này là Corgi hả? Mình không biết là con gì nữa. Mình nghĩ là chó Corgi. Nói chung là tất cả những cái pixel được xây ở trong đây mình thấy đều rất là dễ thương. Các bạn nên trải nghiệm nát map này thử một lần nha. Mình thấy rất là đẹp và dễ thương luôn ý. Các bạn có thể vừa bắt cua và vừa ngắm những cái pixel người ta xây. Các bạn biết gì không? Hồi nãy giờ mình lo nói chuyện và bắt cua trước nhiều màng quá, cho nên là mình bỏ quên món cà rốt và Henry Bell luôn mọi người. Ôi giời ơi, nãy giờ mình tưởng bắt cua một mình không chứ. Ôi xin lỗi hai người rất là nhiều. Tại mình lo ngắm nè. Không sao không sao, bây giờ là hai người đã bắt cua ngang bằng với mình rồi. Mình không cần phải sợ nữa. Chắc là tại vì mình bắt cua nhanh quá cho nên là hai người không bắt kịp mình. Ok, lỗi của mình, bây giờ mình sẽ chậm lại một xíu nha. Ok. Cái màn này khó mấy bạn ơi. Nó có nửa lóc rồi để mình đi ý. Cố gắng lên. Các bạn đi sát vào cái hàng rào cho mình. Ờ, con rùa dễ thương quá vậy. Ờ, cứ te quá trời. Màn này màn bơi. Ok, khá là dễ. Ừ, tại mình đi đường dễ mà. Tiếp theo là màn lá. Ờ các bạn ơi, mình khuyên các bạn thật lòng là các bạn chơi map bắt cua thì các bạn hãy chỉnh lá cây hình vuông nha. Tại vì lá cây hình tròn ấy là nó um tùm đó mấy bạn ơi. Các bạn không nhìn được đường đi đâu. Các bạn hãy chỉnh về lá cây hình vuông cho dễ nhìn. Ờ nhưng mà dễ nhìn hay không thì mình vẫn té. Nhục dễ sợ nhục luôn. Không sao, mình sẽ thử lại. Không có gì phải nản hết. Thất bại thì mình sẽ đứng lên lại. Đấy. Từ từ thôi. Hay. Ok, qua được rồi. Ôi, màn này là màn băng hả? Ok. Có con cá voi dễ thương quá kìa. Con cá voi là mình nhớ tới con cá voi ở trong phim One Piece đó mọi người. Mọi người có biết phim đó không? Mình thấy phim đó khá là hay luôn ý. Mà mình cũng không nhớ là con cá voi đó tên gì, hình như là Rabun thì phải. Mình cũng không nhớ rõ nữa. Ở đây có ai xem One Piece giống mình không? Các bạn hãy bình luận bên dưới tên nhân vật mà các bạn thích nhất trong phim nha. Còn mình thích nhất đó chính là Sanchi. Bởi vì Sanchi rất là ngầu và còn nấu ăn ngon, ga lăng với phụ nữ. Được cái là hơi mê gái chút xíu thôi nhưng mà cũng khá là hài hước. Còn các bạn thì sao? Các bạn hãy bình luận bên dưới tên nhân vật mà các bạn thích nhất trong One Piece cho mình biết với nha. À, mình vừa thấy một nhân vật quen thuộc nữa. Đó chính là Charmander trong phim Pokemon nha mọi người. À, dễ thương quá chừng luôn. Bạn chuẩn map build như thiệt luôn ý. Cứ teo quá à. Nhưng mà cái này khó nhờ. Nó cứ trơn trơn kiểu gì. Mình nghĩ là mình cần phải nhảy vào cục ở giữa. À đúng rồi mấy bạn ơi. Nếu các bạn nhảy vào bên trái hoặc là bên phải nó sẽ bị trơn và các bạn sẽ té đó. Giống mình nãy giờ. Ok. Màn tiếp theo. Ây, quả táo à. Cua te thế nhờ. Ủa sao mình nói hoài cái chữ cua te nhờ. Tại vì mình không biết miêu tả cái map này như thế nào ý. Ngoại trừ hai chữ cua te ra thì mình không biết là nghĩ ra thêm từ gì nữa. À mình nghĩ ra rồi. Dễ thương. Ủa có gì đó sai sai không ta. Dễ thương với cua te là cùng một thứ mà. À thôi nói chung là map này đẹp không cần chỉnh. Nãy giờ mình cứ thấy thiếu thiếu gì ta. À mình nhớ rồi. Nãy giờ thiếu mắm cà rốt đấy mọi người. Tại vì mớm cà rốt bị tuột lại phía sau rồi, không đuổi kịp tụi mình nữa. Cho nên là tụi mình bắt buộc phải đi tiếp thôi. Chứ không phải là tụi mình vô tâm không đợi đâu nha. Tại vì mớm cà rốt đã tuột lại quá xa so với tụi mình. Cho nên là tụi mình sẽ quyết tâm thắng cái map này càng nhanh càng tốt. Để giải thoát cho mớm cà rốt đang bị kẹt ở những level đầu nha mọi người.
cố lên nào, cố lên nào. Ok. Nhảy gần đến rồi mà còn té nữa. Trời ơi, không sao, mình sẽ thử lại. Lần này nhất định phải được. Ôi trời, mình không tin là lịch sử lặp lại hai lần. Mình té đúng hai lần cùng một chỗ luôn á. Lần này nhất định phải được. Quá tam ba bận, không lẽ ba lần rồi mình không nhảy qua được chỗ này. Cố lên, cố lên. Chậm chậm thôi. Ôi, kỳ gì. Thôi ăn gà cho chắc. Hay, qua luôn. Ok. Trời ơi, mấy cái viên kẹo nhìn nhức cái đầu thiệt chứ. Sọc 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 sọc. Nhức đầu quá mấy bạn ơi, nhìn nó nhức đầu làm sao ấy. Sao sao, mình chỉ cần không nhìn xuống là được. Ok. Henry Bell đây rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục hành trình giải cứu mớm cà rốt bị kẹt ở những level đầu tiên. Cố lên nào. Úi xời. Trời, Blackpink. Blackpink in your area. Dù. Trời, đến bắt cua mà cũng thấy Blackpink đó mọi người. Ok. Mình sẽ nhảy qua trước. Để mất công là bị kẹt lại nữa. Úi xời. Méo xíu là mình té rồi. Hơi là lên được. Ok, và mình đã đến với màn tím liệm tìm sim. Chưa gì mình đã té rồi. Không được nhục chí. Mình phải cố gắng lên. Giải cứu được món cà rốt. Ok. Trời, màn gì đẹp quá vậy. Lấp la lấp lánh. Ống ánh kim cương. Chưa dĩ chân té hoài luôn á. Cố lên nào, cố lên nào. Nấc thang lên thiên đường. Lại té. Trời ơi, mình không lên thiên đường nổi rồi. Oh no, tại sao mình cứ xuống địa ngục hoài vậy? Sao thế nhờ? Sao mình sẽ thử lại. Ok ok, mình đang có một linh cảm rất là tốt là mình sẽ vượt qua màn này. Yay, qua được rồi. Tiếp tục. Sao mình cứ té hoài nhờ? Ok, ok, ok. Từ từ thôi, từ từ thôi. Không có gì phải gấp cả. Yay, qua được rồi. Màn tiếp theo. Không biết chừng nào việc này mới kết thúc đây. Ừ, vừa cái tội nhảy. Nhảy cho giữ rồi cái màn này đi từ từ thôi nha mấy bạn. Và mình thấy Flappy Bird kìa. Mấy bạn có chơi game Flappy Bird không? Mình chơi game này khá là gà luôn ý. Rồi luôn, Henry Bell đã rời phòng. Henry Bell cuối cùng cũng đã bỏ cuộc. Công cuộc tìm kiếm mớm chỉ còn một thành viên, đó chính là Amber. Amber vẫn đang kiên trì, nhẫn nại, cứu mớm cà gót. Ủa mà hình như trong map này còn có mình nè. Bởi vì mình đang cứu mình đó ta. Vậy thôi, mình sẽ cố gắng đi đến cuối cùng luôn nha. Mình sẽ không bỏ cuộc như hai người kia. Cố gắng lên nào, mình tin là mình sẽ làm được. Henry Bell tin mày. Mớm cà rốt tin mày, ba mẹ tin mày. Mình phải làm được, mình phải làm được. Ok, mình thấy đường thắng rồi, bây giờ mình sẽ đặt xe lên. Ủa, mình đặt lộn rồi, mình sao bây giờ? Oh my god, nó đi bỏ mình luôn rồi. Sao mình quên bây giờ? Mọi người à, số trời đã định rồi. Mình không thể nào win map này. Ôi, nhưng mà như vậy cũng tính là win rồi mấy bạn. Tại vì mình đi tới cuối map rồi. Ok các bạn ạ, thì mình cũng đã hoàn thành xong 40 level của map này rồi. Mà nhỏ một cái là mình không ăn sao và win được. Cũng tại vì chiếc xe chết tiệt đó. Ok, video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại một like, một share, một comment cho channel của Amber nhé. Mình là Amber, xin chào và hẹn gặp lại.